Thì bên đây mình có ốc mỡ. Cũng tên là Thanh Vân luôn quý vị. Rất nghe ốc mỡ hả? Không không, cái này á là đại nghĩa mời tới là tôi ăn tiệc nha. Mà hồi nãy giờ tôi nghe tôi hoang mang lắm, không có đồ ăn nha, lạng quạng cuối cùng tôi ăn đại nghĩa đó.